Vâng, em A Thái xin chào tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay lại lên tiếp video và có một số dòng lan đã thuần và chuẩn bị có mùa hoa để các bạn về chơi hoa nha các bạn nha. Đây, trên tay em cần là một cái giỏ kiều dẹt nha các bạn nha. Kiều dẹt nha. Các bạn thấy chưa? Đang có hoa đấy nha. Đang có ngồng hoa đây, chuẩn bị cho các bạn về chơi này. Ngồng hoa này thì nó to rồi. Ngồng hoa này nó to rồi nha các bạn nha. Đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái ngông hoa như thế này nha các bạn nha. Rụng hết lá rồi nhưng mà còn mát nên nó vẫn còn hoa nha các bạn nha. Đây nha. Siêu đẹp luôn. Một giò kiều dẹt như thế này nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 thôi. 350.000 thôi nha. Bây giờ mà muốn siêu tầm được một cái giò như thế này thì thật sự cực kỳ hiếm luôn nha các bạn nha. 350.000 cho hình số đầu tiên nha các bạn nha. Kiều dẹt nha. Em lên tiếp cho các bác một cái kiều dẹt nữa này. Một giò kiều dẹt như thế này nha. Đang nụ nha. Đang có 1, 2, 3, 4 này, 5, 6. Cũng có 6 nụ thôi các bác ạ. Cái giò như thế này đang có 6 nụ thôi. Và đang có rất là nhiều dề nhá. Về các bác có thể tách ra trồng riêng cũng được này các bác này. Đây có hai dề nhưng hai góc nhưng mà một dề này. Đây có một dề này, đây có một dề này. Và trên này thì cũng có 2 3 dề nhá. Và đang lên mần góc thì khá là nhiều nhá các bác nhá. Đấy, như cái thân to mà đang có hoa này thì nó lên cả hai cái mần góc đấy các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đây các bác nhá. Kiều dẹt nhá. Riêng cái giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000. Cho hình số 2 nha các bác nha. Kiều dẹt nha các bác nha. Đây các bác, em lên cho các bác một cái giò nữa đây. Đây là kim thoa nha các bác nha. Kim thoa nha. Hoàn thảo kim thoa này. Cái này thì đang nụ này các bác này, nụ năm bé này, một nụ này, hai nụ này, ba nụ này, bốn năm nụ. Em thấy thì chỉ có năm nụ thôi các bác ạ. Sáu nụ, bảy nụ nhưng mà mấy cái nụ này lúc vận chuyển về nó bị gáy hết rồi các bác ạ. Đấy. Nên còn sáu bảy nụ gì đó thôi các bác nha. Một giò nguyên bản nha các bác nha, một giò nguyên bản luôn nha. Đấy. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 200.000 thôi. 200.000 thôi nha. Đấy. Hôm nay em bán hàng không bao gồm phí ship nha các bác nhá. Nên các bác phải chịu ship và em sẽ không bao ship nha các bác nhá. Riêng cái hàng này em sẽ không bao ship nha. Cho hình số 3 nhá. 200.000. 200.000 thôi. Cho hình số 3 nhá. Đây nha các bác nhá. Em lên cho các bác một cái giò to này. Đây là một bụi to nguyên bản nhá. Dân nó mổ một bổ một nửa gỗ đi, xong rồi họ mới buột thế này để cho dế nó khỏi bông ra nhá các bác nhá. Đây là hàn nguyên bản nhá. Đây. Cái giò này thì được nhiều hoa này các bác này. Nhiều ngồng nụ luôn. Đấy các bác thấy chưa, toàn nụ hết rồi nhá. Cái giò này thì nụ nó to thế này rồi, chuẩn bị nở ra nhá các bác nhá. Nên chỉ có gửi được các bác ở gần thì các bác ở xa thì gửi về thì các bác vẫn còn chơi được những thân hoa nhỏ nhỏ như này nhá. Thì vẫn còn nhá. Đấy. Một bụi to như thế này nhá. Và đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 này. 12, 13, 14. Có 10, có 14, 15 kính ngồng hoa như thế này nha các bác nhá. 14, 15 cái ngồng hoa như này. Có cái ngồng hoa thì nó nhỏ như này nhá. Đấy. Có ngồng hoa thì nó to rồi. Ngồng hoa to là nó nhiều hơn nhá các bác nhá. Đây các bác thấy chưa. Một giò như thế này nhá. Em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 thôi. Đang lên mần gốc thì không phải chê rồi các bác ạ. Mần gốc rất là nhiều luôn. Siêu nhiều mần gốc luôn nhá.
cho hình số 4 nha. Hoàn thảo kim thoa và đang siêu nhiều nụ nha các bác nha. 400.000 cho hình số 4 nha. Đây nhá, lên tiếp cho các bác một khúc nguyên bản nữa này. Đấy. Đây nhá, lên cho các bác một cái khúc nguyên bản nữa này. Phi điệp vàng này các bác này. Đấy, phi điệp vàng nha. Nguyên bản luôn nha các bác nha. Đây này. Đây. Có 2, 4, 6 thân. 6 thân nha. Phơi nắng trực tiếp nha các bác nha. Hàn phơi nắng trực tiếp nha. Cái thân dài nhất của nó được 1, 2, được 60 cm và vẫn còn dài tiếp nha các bác nha. Đây, mấy thân này chưa thắp ngọn nha. Chỉ có mỗi một thân này nhỏ nhỏ này thì thắp ngọn này, hai thân nhỏ này thắp ngọn này. Có hai thân nhỏ này thì nó thắp ngọn rồi, hai thân nhỏ dưới này ấy. Đấy, còn mà bốn thân ở trên này thì chưa thắp ngọn nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 thôi. Cho hình số 5 nha các bác nha. Đây là phi điệp vàng nha, hàng nguyên bản nha các bác nha. Chia sẻ rẻ cho các bác về chơi luôn, về chơi hoa cũng được nha. Về chuẩn bị đến mùa hoa đấy các bác ạ. Phi điệp vàng là thắp ngọn là chuẩn bị mùa hoa rồi ạ. Đây, em lên tiếp cho các bác một giò đấy này. Siêu siêu đẹp luôn. Đấy, được trồng một trên một cái chậu giớm nhỏ nhỏ con như thế này nha. Đây là hoàn thảo tam bảo sát nha các bác nha. Và đang sưng rất là nhiều nụ luôn nha. Đang sưng rất là nhiều nụ luôn này các bác này. Đây, đây toàn là thân hoa của nó này các bác này. Toàn thân hoa của nó này. Và đang sưng nụ nha. Đấy, đang sưng nụ này. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Hoàn thảo tam bảo sát nha. Cái giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 thôi. 200.000 đấy nha. Cho hình số 6 nha các bác nha. 200.000 cho hình số 6 nha. Hoàn thảo tam bảo sắc. Cái giò này nó rất là nhiều mần thân tơ luôn các bác ạ. Em lên tiếp cho các bác này một cái thân trồn to đẹp như thế này nha. Các bác thấy chưa? Dân họ trồng trong cái chậu gỗ này. Chậu gỗ này các bác này, tự đóng ra xong rồi trồng lên. Đấy. Bắt nào mà mua cái cây này thì em sẽ tặng cho các bác cây này về để các bác ghép vào nha. Ghép như thế này cũng được, hoặc là ghép theo cái chiều của nó cũng được nha. Như thế này cũng được nha. Hai cây song song siêu đẹp luôn các bác ạ. Đấy. Cây to và đẹp luôn này các bác này. Duyên cây này em chia sẻ các bác với giá là 200.000 nha. 200.000. Một cây trồn to luôn nha. To và đẹp luôn. Hết mùa hoa rồi. Cây này năm nay nó có hai cái ngồng hoa các bác ạ. Đấy. Em tặng cho các bác cái cây này về nữa. Các bác có thể ghép như thế này luôn nha. Đấy, các bác thấy đẹp chưa? Năm sau nó nở hoa thì khỏi phải chê rồi. Hai cây to gần như nhau luôn nha các bác nha. 200.000 cho hình số 7 nha các bác nha. Dáng hương đôi tròn. Em lên tiếp cho các bác này. Đây là một cái giò tiểu quế nha. Siêu VIP luôn nha. Cái giò này thì nguyên một dề bản láng ngán và cái dòng siêu đẹp luôn nha. Các bác trông thế này thôi, cái này của nó cũng phải rơi tầm 20 thân rồi các bác ạ. Đấy. Mà em thấy thì nó còn chưa thấy sinh nụ cơ các bác ạ. À, đang sưng nụ dưới gốc này này các bác này. Đang lên nụ dưới gốc này này. Đấy, đang thấy ít nụ thôi. Cái giò này thì em thấy nó đang ít nụ thôi. Chắc nó mới lên thôi các bác ạ. Nụ của nó thì chắc mới sưng thôi.
riêng cái giò đẹp như thế này nhá, em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 cho hình số 8 nha các bác nha. Tiểu quế nha. Riêng cái giò tiểu quế này thì quá vip luôn rồi các bác. Siêu đẹp luôn nha. Đây các bác, em lên cho các bác một thân thủ đó. Đó là một cái thân siêu vip nha. Đây là một cái cây phượng ví nha các bác nha. Em thấy dân người ta trồng được như thế này này, trên một cái chậu nhỏ nhỏ con như thế này thôi, chậu dớm nhỏ nhỏ thế này thôi mà dân nó trồng hẳn được không biết bao nhiêu năm này. Đấy. Lá nó thì xuống rất là ít nha. Đấy. Nhưng mà cái thân của nó thì rất là dài luôn như thế này nha các bác nhá. Siêu siêu là đẹp luôn. Và năm nay thì nó đã đẻ có 1, 2, 3 đứa con ở trong này nha. 3 đứa con nhá, 2 con mới lên, 1 con này, to này. Đây nha. Đấy. Cây này thì nó thật sự là cái độ của nó quá vip luôn các bác nha. Cực kỳ là dài luôn này các bác này. Các bác thấy chưa? Em đo xem được mét mấy nhá các bác nha. 1, 2, 3, 4, 5. Được hơn 1 mét thôi các bác ạ. Hơn 1 mét xíu thôi. Cả cái chậu này thì chắc cũng tầm mét 2 các bác ạ. Đấy. Một chậu đẹp như thế này nhá. Em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 thôi. 500.000 thôi nhá. Phượng ví nhá các bác nhá. Đây là phượng ví Lai Châu của em nhá. Chuẩn hẳn rừng luôn các bác ạ. Đây. Đấy, người ta chỉ làm cái cọc tre cho nó thôi. Siêu đẹp luôn nhá. Cây này thì thật sự quá vip luôn này. Cho hình số 9 nha. Các bác về các bác có thể kích con lên cũng được nha. Cho hình số 9 này, phượng ví nha các bác nha. Em chia sẻ các bác với giá là 500.000 thôi. Cho hình số 9 nha. Một thân thủ phượng ví siêu đẹp luôn nha các bác nha. Và đây, em lên cho các bác một cái giò đó là thanh đạm sứa nhá. Cái giò này siêu nhiều nụ luôn. Đấy. Đang siêu siêu nhiều nụ luôn nha. Đây, toàn nụ của nó hết nha các bác nhá. Dòng thanh đạm sứa này thì hoa nó trắng nhá. Và nó rất là thơm luôn. Các bác để thế này và để trên bàn đón khách thì thật sự là quá thơm luôn. Thơm nước cả nhà luôn nha các bác nhá. Các bác nhá. Đây, cái giò này nó phải hơn 20 nụ nhá. Nên em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 250.000 thôi nha. 250.000 thôi. Thanh đạm sứa nha. Cho hình số 10. Cho hình số 10 nha. Đây các bác, em lên cho các bác một cái giò thanh đạm sứa này. Cái giò này thì nó cũng hơn 20 nụ, nhưng mà cây nó bé thôi các bác ạ. Nên em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 thôi. Cho hình số 11 nha. Hình số 12 này. Một giò siêu nhiều nụ luôn này các bác này. Nụ đang lên này. Đây là nụ hết nha. Đây là nụ ở trong này nha các bác nha. Thanh đạm sứa này nụ ở trong này nha các bác nha. Đây các bác thấy chưa. Đấy, cái kim nụ của nó này. Như thế này nha. Một giò như thế này nha. Siêu nhiều nụ luôn nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 thôi nha. Cho hình số 12 nha các bác nha. Hình số 13 này. Đây là một cái cây kiều tím nha các bác nha. Kiều tím nha. Đây, kiều tím nha. Em chia sẻ cái giò kiều tím này cho các bác với giá là 150.000 thôi. Cho bác nào muốn siêu tầm chơi nha. 150.000 thôi. Cho hình số 14 nha.
Anh số 15 này. Đây là một cái giò giáng hương tam ở sát nha các bác nhá. Giáng hương tam ở sát này đẹp như thế này nha. Đang có đây. Đây toàn lá xếp đẹp thôi. Đây các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân nha, một thân con nhỏ đây nha. 9 thân như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 thôi nha. 350.000 thôi. Cho hình số 15 nha. Hình số 16 này. Đấy, đây một giò giáng hương tam bảo sắt mẹ con nha. Đây cây mẹ của nó này. Đây nha, nó cong vèo vào đây và nó đẻ một con đứng thẳng như thế này nha. Cái lá này nó bị lối, nó bị gật rồi các bác ạ, nên em buột lại thôi. Về các bác không thích các bác có thể cắt đi cho em cũng được nha. Đấy, đây một thân thủ thẳng đẹp như thế này nha. Và cây mẹ như thế này nha. Em chia sẻ cái giò này cho các bác với giá là 450.000 thôi. 450.000 thôi nha. Cho hình số 16 nha các bác nha. Hình số 17 này, các bác thấy chưa? Em có một cái giò hai đôi cong mà nó to như thế này nha. Em còn không đếm được bao nhiêu thân này các bác này. Cái giò này thì siêu to khổng lồ luôn rồi. Đây nha. Em chia sẻ cái giò này cho các bác. Về các bác sẽ thay chậu cho em nha. Chậu này vơi rồi. Về các bác thay chậu cho em nha. Em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 thôi. 500.000 thôi nha. Cho hình số 16 nha. Hình số 17 này. Cho hình số 17 nha. Và đây cũng là một cái giò kết thúc video của em. Mong các bác sẽ ủng hộ em nha. Và cho em một cái đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để các bác biết đến những video sớm nhất từ em nha các bác nha. Vâng, em xin chúc tất cả các bác sẽ chọn được những giò lan các bác yêu thích nha. Em xin chào tất cả các bác.